Theo thông tin ban đầu, vào gần 11 giờ trưa ngày 24 tháng 11, một xe tải chạy trên đường DT743 theo hướng từ quốc lộ 13 đi ngã tư 550. Khi xe đến đoạn cầu Ông Bố thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì xảy ra va chạm với xe đạp do một học sinh điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm làm em học sinh ngã xuống đường, bị xe tải cán, tử vong tại chỗ. Danh tính được xác định là em Nguyễn Thị C, 14 tuổi, quê Bắc Giang, hiện đang là học sinh lớp 9. Nhận thông tin, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ghi nhận tại hiện trường là công trình đang thi công, mặt đường xấu, không bằng phẳng. Thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe đạp. Được biết em C đang trên đường đạp xe từ trường về nơi ở thì xảy ra vụ việc. Đến 13 giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm được hoàn tất.